Chào các bạn. Trong thời gian gần đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn một vài những kỹ thuật liên quan tới Botox và cũng có những câu hỏi liên quan tới việc là tổng kết lại những kỹ thuật ấy thì chúng ta cần lưu ý những điểm chính gì, và mình coi đó là những cái bí quyết giúp cho các bạn thành công trong thực hành điều trị Botox cho bệnh nhân. Và 8 yếu tố sau đây các bạn nên nhớ, bởi vì nó thực sự đã mang lại kết quả thành công khi mà mình hướng dẫn, khi mà mình tư vấn, mình chia sẻ cho các bạn bác sĩ trong những cái spa mà mình hợp tác đào tạo rất là thành công, và hôm nay mình làm để chia sẻ trên kênh của mình. Yếu tố thứ nhất mà chúng ta cần phải nhớ đó là phải tư vấn bệnh nhân toàn diện. Bệnh nhân phải hiểu rõ về kỹ thuật và có chuẩn bị trước điều trị. Tức là chúng ta muốn làm một cái điều gì đấy tốt với bệnh nhân cũng như là tốt cho chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng đối tác của chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta chuẩn bị làm gì và kỹ thuật ấy nó có cơ chế hoạt động ra sao, và bệnh nhân cần phải hợp tác với chúng ta là chuẩn bị ngừng bôi cái gì trước khi điều trị và nên ăn uống thế nào, nên vận động thế nào, vân vân và vân vân. Tất cả những cái yếu tố đó thì bệnh nhân cần phải nắm được và bệnh nhân cần phải hợp tác để chúng ta tiến hành thực hiện quy trình điều trị Botox. Như vậy thì mới có hiệu quả. Rất nhiều trường hợp mà mình thấy là các bạn bỏ qua bước này, các bạn tiếp nhận bệnh nhân và muốn tiêm ngay cũng như là không hỏi quá là cẩn thận về cái vấn đề liên quan đến tiền sử, thì cũng có trường hợp bệnh nhân người ta trong quá trình làm người ta cứ thắc mắc, và như vậy thì ảnh hưởng rất là nhiều tới kết quả điều trị cũng như là ảnh hưởng tới chính bệnh nhân, bởi vì hai bên mà không hợp tác thì kết quả nó sẽ không tốt. Và vùng cơ mà chúng ta cần điều trị Botox phải được bác sĩ nhận định chính xác. Đây là điều mà các bạn cũng nên ghi nhớ. Mình tổng kết lại thôi thì mình nói nó cũng nhanh và mình coi như các bạn đã hiểu hết kỹ thuật mà mình giảng cho các bạn rồi. Đó là có những trường hợp mình đã giảng trên cả hệ thống, đó là sử dụng hình ảnh là người thật, hình ảnh người thật trên kênh của mình ấy, và cơ thật. Thế nhưng mà mình cũng nói với các bạn là cái đường đi của cơ cũng như là động mạch đôi khi nó giống nhau, nó giống nhau không phải là cứ 100% đâu. Thế do vậy thì nó không phản chiếu lên da bệnh nhân giống với nhau 100%, mà các bạn cần phải sờ nắn, các bạn cần phải thực hiện những cái động tác cho bệnh nhân, vận động vùng cơ, và các bạn xác định rõ chính xác, chứ không được là cứ tiêm ở chỗ này thì bệnh nhân nào cũng tiêm chỗ này, bởi vì có những người có cung mày rậm rạp, có những người có cung mày thì thưa hơn, cũng như là có những người mà cái lớp mỡ trên da người ta dày, vân 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 vân. Các bạn cần phải xác định chính xác nhé. Bước này cũng rất là bình thường thôi, nhưng không lưu ý chúng ta mà bỏ qua là rất là nguy hiểm. Và cái liều lượng Botox chúng ta cần phải chuẩn, phân bố cho bệnh nhân chuẩn, và chuẩn ở đây tức là cá nhân hóa phù hợp với từng nhu cầu của bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta mới đạt được kết quả mong muốn. Cái chuẩn này là cái chuẩn với bệnh nhân nha, cái chuẩn bệnh nhân, không phải là chúng ta cứ mang một cái công thức cho tất cả mọi người, đó không phải là chuẩn và đó cũng không phải là thực hành y học thực chứng đâu các bạn. Mình hy vọng các bạn lưu ý cho mình đoạn này. Và chúng ta muốn tấn công tốt, chúng ta muốn thực hành điều trị tốt thì đương nhiên là sản phẩm của chúng ta phải là tốt. Là tốt ở đây nó liên quan đến nguồn gốc xuất xứ và phải được bảo quản và hoàn nguyên đúng cách. Nguồn gốc xuất xứ nếu các bạn lấy qua chỗ mình thì đương nhiên là các bạn không phải lo một cái gì cả. Nhưng các bạn phải được bảo quản tốt và hoàn nguyên đúng cách. Nếu mà chúng ta bảo quản hời hợt, nó cũng giống như vaccine ấy, thì cái kết quả mà chúng ta mong muốn ở bệnh nhân nó sẽ đương nhiên là bị ảnh hưởng. Và các bạn lưu cho mình rằng chúng ta đừng có tiếc những cái mũi tiêm đấy, và những cái bơm tiêm chúng ta không nên tiếc những cái điều như vậy, bởi vì cái mũi tiêm hay kim tiêm của chúng ta nó không bị cùn thì chúng ta tiêm cho bệnh nhân sẽ ít khó chịu hơn và ít bầm tím hơn. Nhưng mà vẫn phải đảm bảo đủ tổng liều thì điều đơn giản thôi. Nhưng mà cái điều này các bạn cũng nên lưu ý, bởi vì là cái kim ấy
mà chúng ta tiêm ấy, tức là mũi tiêm, à, bơm tiêm, mũi tiêm và kim đấy thì nó cũng là một trong những cái hệ thống giúp chúng ta phân phối Botox, nhưng mà nó rất dễ là bị cùn, cho nên chúng ta cần phải lưu ý và tốt nhất là chúng ta cũng không nên tiếc những cái vật tư như này để cho bệnh nhân ít khó chịu và ít bầm tím hơn. Điều này là mình đã xác minh rồi. Và khi mà làm như vậy thì các bạn sẽ được bệnh nhân yêu quý hơn, cũng như là bệnh nhân cũng cũng bớt khó chịu hơn. Và trong ngành nghề của chúng ta thì đương nhiên là tất cả những gì chúng ta làm nó sẽ liên quan tới bệnh nhân là chính. Mọi thứ thì cũng là mong muốn cho bệnh nhân tốt hơn. Thế thì điều này cũng giúp cho bệnh nhân lợi ích như vậy. Và có nhiều cách pha Botox mình đã nói rồi, nhưng mà pha theo tỷ lệ 1:1 thì chúng ta sẽ gây ít khó chịu hơn cho bệnh nhân, bởi vì nó ít gây cái áp lực lên các mô, bởi vì cái thể tích đưa vào nó không lớn, và nó cũng cho phép phân phối Botox chính xác hơn bởi vì nó ở tỷ lệ 1:1. Và chúng ta cũng nên sử dụng mà kỹ thuật tiêm tích hợp mà đối với từng bệnh nhân, như vậy thì sẽ giúp cho các bạn có được cái hiệu quả nó tốt hơn nhé. Và chúng ta cũng phải là căn dặn bệnh nhân lên tuân thủ các phác đồ sau điều trị tích hợp, cái trước điều trị và cái sau điều trị, tư vấn trước này và cái sau điều trị. Thì trước chúng ta hay quên hơn, và cũng không hẳn là quên mà liên quan tới cái thực tế cuộc sống. Nhiều khi các bạn tâm sự mình là spa nó đông bệnh nhân, và các bạn bệnh nhân cũng mong muốn được làm ngay, không có chuẩn bị gì cả. Đấy, và cũng có trường hợp là sau điều trị thì rất tuân thủ, nhưng mà cứ nói đến trước điều trị là người ta không nghe. Đó là những cái điều mà thực tế mình thấy như vậy. Nhưng mà trước điều trị và sau điều trị rất là quan trọng, nên cho các bạn nhớ cho mình nha. Nếu mà hai cái này mà không đảm bảo được thì đương nhiên kết quả cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi, thì đó là 8 yếu tố mà mình tổng kết lại cho các bạn về điều trị Botox, làm sao đấy cho nó an toàn, hiệu quả và giúp cho các bạn thành công. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn sức khỏe.